Số điện thoại NK3 chào tất cả quý khách hàng và quý cô chú đang xem video này. Thì hôm nay bên số điện thoại NK3 giới thiệu cho chị một mẫu máy điện thoại Nokia E5. Đây là một cái lô máy cũng khá là lâu rồi không có hàng về. Thì hôm nay là quý cô chú và quý anh chị mà trước khi vào video thì mình ủng hộ shop và cách mình đăng ký kênh, mình like video này và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết đến sản phẩm điện thoại Nokia của bên shop điện thoại NK Mobile. Cũng như là mình bật chút thông báo về những video mới nhất ở bên shop nhé. Đó, thì hôm nay là bên số điện thoại NK Mobile về được một độ 30-40 máy điện thoại Nokia E5. Thì ở đây là đều có ba màu là màu trắng, màu đen và màu nâu. Màu nâu chỉ có 3 con anh chị nhé, màu nâu chỉ có 3 con thôi. Thì đối với anh chị mua hàng điện thoại Nokia E5 thì mình có thể mua hàng trên kênh Shopee của bên shop ở dưới phần mô tả của video này là có link Shopee của bên shop nhé. Đó thì mình có thể mua hàng qua Shopee hoặc là quý cô chú và quý anh chị mình có thể mua hàng gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 0985150255 hoặc là nhắn tin qua Zalo để bên em có thể gửi hình ảnh cũng như là video để test máy thì cho anh chị có thể an tâm đặt hàng nhé. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn về điện thoại Nokia E5 và các tính năng sử dụng của điện thoại Nokia E5 nhé. Thì hôm nay sẽ ở đây có rất nhiều màu trắng, mình sẽ lấy một con máy màu trắng mình test nhé. Một chiếc máy màu trắng nhé. Một chiếc máy màu trắng như này. Đó. Mình sẽ test một chiếc máy màu trắng nhé. Thì ở đây máy sao quên có pin. Ở đây máy thì anh chị lắp sim này. Mình có một cái sim to như này. Mình sẽ lắp sim vào trong cái khay nhé. Lắp sim vào khay chị nhé. Lắp sim vào khay trước nhé. Đó, mình lưu ý nhá. Đây này. Quay cận anh chị xem này. Không về anh chị không biết lắp sim mình lại ấn luôn. Lắp như vậy là sai nhé. Mình để như vậy xong mình ấn xuống là sai nhé. Này. Mình để như vậy là ấn xuống. Như vậy là sai nhé. Nó sẽ bị cứng kênh này không được. Và anh chị nào cần phải cho sim vào trong cái khay này. Cho sim vào trong cái khay này nhé. Và mình ấn xuống này. Ấn xuống như này và mình kéo lên. Đấy, kéo lên như vậy là sẽ chặt nhé. Đó. Tiếp theo là lắp thẻ nhớ. Lắp thẻ nhớ thì đây. Thẻ nhớ đây. Đấy. Lắp thẻ nhớ này. Đấy, mình sẽ ấn vào thôi. Đấy, thẻ nhớ này. Đó thì đây là quả pin này chị ấn vào thôi. Pin mà mình đây sẽ là pin zin nhá, pin 4D zin nhá. Đó. Và máy thì bên em sẽ khi gửi sẽ vệ sinh cho chị đầy đủ nhá. Những con này là em về nguyên lô, chưa được vệ sinh cũng như là trau chuốt lại máy. Đó, nhìn nó có hồng nguyên bản như này. Đó thì có vệ sinh qua thì nó máy rất là đẹp nhá. Đấy, máy lung rất. Ưu điểm của dòng Nokia E5 này có đó là loa to, sóng khỏe, pin trâu, có 3G và có cả wifi chị nhé. Có 3G và có wifi nhé. Đó. Đây là một chiếc điện thoại Nokia E5 màu trắng nhé. Này những cái này em vệ sinh thì rất là đẹp nhé. Phím này này. Đó. Nhấn OK này. Máy này thì có tiếng Việt đấy chị nhé. Có tiếng Việt chạy tiếng Việt đầy đủ cho anh chị nhé. Thì em sẽ mở tiếng Việt cho anh chị luôn này. Mình cần chạy tiếng Việt thì mình vào trong phần menu này. Đó. Em vào mở tiếng Việt cho anh chị nhé. Đấy. Language này, đó, mình sẽ nhấn vào tiếng Việt nhé và nó sẽ máy sẽ khởi động lại và lên tiếng Việt nhé. Đây là một chiếc điện thoại Nokia E5 này, đây một chút này. Đây là một chiếc máy màu nâu này, đây là màu nâu nhé anh chị nhé. Và đây sẽ là màu đen nhé. Đây là chiếc màu đen sẽ có 3 màu nâu, đen, trắng đó. Thì quý anh chị nào mình đã cần đặt màu nào thì mình có thể là liên hệ và bên em sẽ gửi màu đúng màu cho anh chị nhé, đúng màu cho anh chị. Đó. Nhưng màu nâu chỉ có 3 con thôi, ví dụ hết hàng thì báo hết hàng nhé. Đó, ví dụ hết hàng sẽ báo hết hàng. Đây, máy vừa khởi động lại. Anh chị đợi một chút để máy nó loát các chức năng của máy nhé. Đó. Để nó máy các chức năng của máy nhé. Đó. Thì em mà qua về chút là đây sẽ làm cột sóng này, có 3G nhé, có 3G nhé. Đó. Máy S6, máy C5 sẽ là một dòng máy S60 gần như của E72. Đó. S60 gần như E72 mà. Đó, thì mình sẽ có ẩn ứng dụng chị nhé, có ẩn ứng dụng nhé. Đó, ví dụ là anh chị mà treo game, dòng E5 mà treo game cực kỳ là khỏe nhá, cực kỳ là khỏe. Đó, nếu anh chị chơi các dòng game online như kiểu là Ninja School này, đó, như kiểu Avatar Army thì mình có thể là lựa chọn dòng máy này để mình chơi nhé. Thứ nhất là có 3G và thứ hai là có wifi nhé. Wifi đây này, đó, mình sẽ vào wifi trong phần widget nhé. Đấy, bắt mạng này, 6 mạng này. Đó, đây là wifi của shop mình là NK nhé, đó, rất là khỏe nhé. Đó, tiếp theo là về các chức năng của máy thì đây sẽ là bàn phím quay ti nhé, bàn phím quay ti. 24 chữ cái nhé, đây là bàn phím quay ti 24 chữ cái. Tất cả các chức năng liên quan đến bàn phím bên mình đều test trước cho anh chị và gửi hàng cho anh chị nhé. Đó, gửi hàng cho anh chị này. Còn các chức năng như gọi nghe gọi này thì bên mình đều test là test mic, test loa cho anh chị đầy đủ nhé. Đây này, đây là ví dụ test loa trong này. Đó, đây là loa ngoài nhé. Và đây là loa ngoài này. Đó. Loa ngoài sẽ cũng sẽ nằm rất là to nhé, rất là to luôn. Đó. Đấy. Thì ưu điểm của dòng E5 này là loa to, sóng khỏe nhé.
Thì hôm nay em sẽ test một cái tựa game ở trên chiếc máy điện thoại Nokia E5 này. Thì em có một cái thẻ nhớ này này, thẻ nhớ này khá là nhiều tựa game hay. Đó, thì mình sẽ test cho anh chị luôn nhé. Đó, anh chị đợi một chút. Đấy, thẻ nhớ này, game này, đây là game nhé. Thì mình sẽ chơi một trò game mà nó đơn giản thôi. Ví dụ như trò con trai này, con trai này, đó, đào vàng này. Rất nhiều game nhé. Nếu mà anh chị cần mua một cái thẻ nhớ như này thì bên em nó bán là 30.000 nhé. 30.000 thẻ nhớ 2GB nhé, 30.000 thẻ nhớ anh chị. Thì anh chị mua thêm đây các trò chơi như kiểu Ninja Scroll này, đó, kể cả Avatar, Adami, em có tải một trò game bất kỳ nhé. Mình sẽ tìm một trò game bất kỳ mình chơi nhé. Tại ví dụ trò League Football này, League Football 3D này nhé. À, cái này mình phải cài ngày giờ lại nhé, cái này phải cài ngày giờ lại. Đó. Thì em sẽ đối xích này, mình phải cài ngày giờ chuẩn về ý nhé, ngày giờ bây giờ nhé. Đây sẽ tải một cái game đế chế chẳng hạn. Đó. Tải này, cài đặt này. Rất nhanh thôi. Cài đặt game rất là nhanh nhé, chỉ cần nhấn vào file thôi nó sẽ tự cài đặt cho mình. Mình cần tiếp tục thôi. Đấy, ví dụ cho trò chơi này nhé. Trò chơi này nhé, vào luôn nhé. Đấy, trò chơi này, trò chơi đế chế nhé. Không có tiếng Việt, chỉ có tiếng Anh thôi chị nhé. Có tiếng Việt này. Nó gọi là Việt hóa, đây là dòng máy Việt hóa, trò chơi Việt hóa nhé. Đấy. Đây, nó rất là to chị nhé, nó rất là to nhé. Đây là đế chế nhé, chiến dịch mới này. Đó. Đây là những tựa game rất là hay ngày trước nhé. Đế chế này, AOE. Đó. Đó. Mình sẽ vẫn đi làm thực chẳng hạn. Đó. Đây là một cái trải nghiệm trên game trên máy điện thoại Nokia E5 chị nhé. Kể cả anh chị chơi các game tưởng tượng game như kiểu là Ninja, Scroll, Avatar các thứ đều được anh chị nhé, đều được nhé. Đây này, nó rất là to luôn, mà chơi rất là mượt và khỏe. Đó. Thì đối với loại Nokia E5 này thì bên em đang bán là 650 anh chị nhé, 650 cả ship. Còn đối với những máy cũ hơn giá sẽ rẻ hơn một chút, kiểu là 580 chẳng hạn, 580 600.000 máy sẽ sức hơn một chút thì là giá nó sẽ rẻ hơn một chút nhé. Đó, thì đối với chị là mình đặt hàng sớm thì sẽ có những máy đẹp hơn, còn đặt hàng về sau thì máy sẽ chạy trước hơn một chút. Thì không sao cả, nhưng mà vỏ zin anh chị dùng rất là bền nhé, vỏ zin rất là bền, loa to sóng khỏe, pin trâu, pin cực kỳ trâu, rồi E5 này pin cực kỳ trâu chị nhé. Đó, quý cô chú mà mình có thể là mua cái máy để nghe gọi, đó, nghe gọi pin tổng khoảng 3-4 ngày thoải mái, mình có thể nghe gọi như thế rất là ok nhé. Kể cả chơi game, anh chị chơi game treo liên tục cũng được, tầm được 5-6 tiếng đó. Còn là nếu mà chơi đơn giản thì tầm khoảng mình thường chơi game thì khoảng 2 ngày thoải mái chị nhé. Pin này rất là ok. Đó, thì máy bên mình kèm bán kèm cho anh chị là kèm một cục sạc này, đó, một quả pin zin này. Còn đối với anh chị là muốn mua thêm một thẻ nhớ, anh chị thêm 30.000 nhé, thêm 30.000 thẻ nhớ nữa. Đó, thì anh chị mua sớm, đặt hàng sớm thì mình sẽ được máy đẹp nhé. Tất cả máy bên em đều bán như thế luôn, không phân biệt bất kỳ máy nào cả, cứ máy đẹp bán trước, máy xấu bán sau. Đó, máy xấu thì sẽ có giá rẻ hơn. Đó, thì anh chị còn lưu ý cái sản phẩm bên em nhé. Thì đợt này em còn 3 màu là màu nâu này, màu đen và màu trắng. Đó, thì quý anh chị nào mình tham khảo một máy Nokia E5 này. Đó, thì quý anh chị cũng mình ủng hộ em shop bằng cách là mình đăng ký kênh. Đó, mình like video và chia sẻ video, bật nút chuông thông báo để nhận video mới nhất ở bên shop. Thì bên shop này sẽ cố gắng là like những video đều để các quý anh chị có thể là tham khảo những mẫu máy này. Đó. Thì quý anh chị nào cũng thể là ủng hộ shop bằng cách mình đăng ký fanpage ở bên em nhé. Fanpage Facebook của bên em thì rất nhiều cập nhật những các nhiều dòng máy để anh chị có thể tham khảo và mình có thể lựa chọn cho mình một cái máy để sưu tầm để sử dụng, mình nghe gọi. Đó, rất là ok chị nhé. Rồi, cảm ơn chị đã xem video này nhé.